Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người con laptop Lenovo ThinkPad T470S ha, 14 inch Full HD, màn cảm ứng nha mọi người. Đây, cảm ứng rất là mượt mà mịn Full HD. Mình sẽ quay rõ ràng cái cấu hình, cái ngoại hình và mình báo giá. i7 7600 ha. Ở đây mọi người, RAM 16GB, SSD là 512. Đó, cái cấu hình thì rất là ok luôn. Độ phân giải màn hình là Full HD và đặc biệt là chống chói ok, lại còn cảm ứng mượt mà nữa, thoải mái lắm mọi người. Làm việc cái gì đôi lúc mình làm biếng rà chuột thì đưa tay mình quẹt quẹt luôn, cũng rất là thuận tiện đó. Ở cái dòng này thì nó chất lượng quá ok rồi, bật ngửa 180 độ như thế này. Về phần phím là mình thấy là phím mà cũng không có bị bóng mờ gì hết, phím là êm mềm lắm. Phím này có LED phím mà, và nó phím rất là nảy, giống như phím của X1 Carbon vậy đó mọi người. Đây nè, nhìn đẹp, chất lượng, phím bóng, kiểu phím mịn đó, kiểu phím mịn không phải phím nhám, nên là nhìn nó đẹp nè, dán phím vào rất là đẹp luôn mọi người ha. 14 inch đó thì vừa vặn với học hành sinh viên, học sinh rồi đó. Và quan trọng nữa là cái con máy này nó có 4G đây mọi người ha, có cái khay sim á, mình nhét sim vào là nhận 4G ok. Đôi lúc mình đi công tác, đi làm việc rồi không có bị phụ thuộc vào wifi là cũng tiện luôn. À, về cái phần chuột thì cái chỗ này nó hơi bóng ha, ở bên này thì đẹp nè. Cái góc cạnh chữ ThinkPad nó này nó trầy mòn, có trầy mòn, trầy các cạnh nè mọi người. Đây, bên này có trầy, chỗ này thì ok. Bên này thì nó lại đẹp, không có gì. i7 Pro Gen 7 nha, mọi chức năng là hoàn hảo hết. Ở trên nền trắng thì con này mình thấy nó có phản quang nhẹ, đây mình quay cho mọi người xem, hơi nhẹ nhẹ chỗ này, hơi trắng nhẹ mà rất là nhẹ luôn mọi người, không có ảnh hưởng nhiều tí thì tia chỗ này đó. Và đây chỗ này nữa, hai chỗ rất là nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì tới cái chất lượng màn hết đâu. Nó không phải là đóm sáng một chỗ để mình dễ thấy, trên nền màu thì không thấy đâu ha, rất là nhẹ luôn, siêu nhẹ. Mà ngược lại thì cái chức năng nó ok, nhưng mà đương nhiên là mình sẽ báo cái giá là cực kỳ rẻ rồi. Bây giờ quay ra ở bên ngoài cái phần vỏ, vỏ thì có bị bóng mòn nha mọi người. Đây nè, bóng, nói chung là bóng trầy mòn, chỗ này có trầy nè đó. Cái lớp lụa nó cũng còn, nhưng mà sờ tay vào mà quẹt qua quẹt lại là nó mịn kinh khủng luôn. Nhưng mà đây là có cái dấu bóng mòn đã qua sử dụng, nói chung là mọi người xác định là cái vỏ nó xấu đi thì cái dòng này là nó như vậy, bóng mòn vậy thôi, nhưng mà nó sạch sẽ, không phải là bị trầy xước hoặc là cợm được đâu, rất là mịn luôn. Bên này ngõ sạc, ngõ USB ha, và cái phần cạnh này tai nghe, phần cạnh là cũng có trầy mòn nè mọi người, mòn cái sơn qua sử dụng. Ở phía sau này thì cũng hơi mòn cái gọi là cái sơn lên thôi, chứ không phải là bị mất thịt hay gì đâu, hơi mòn nhẹ ở phía sau. Ở phía dưới, ở bên này có mạng LAN nè, cái đây là cái khay sim nha mọi người, chọt vô là bỏ sim vào là sử dụng thôi, USB, HDMI, USB, và có tai xi sấm sét luôn, rất là chất lượng. Cái phần cạnh thì nó mòn và nó xấu như thế này ha, quay rất là rõ, mọi người bật chế độ Full HD để xem nha. Đây nè, nếu mà phần dưới đáy nó có trầy mòn và phần cạnh nó cũng có trầy nhẹ nhẹ cái phần cạnh đó, còn lại là ok. Cái này thì pin nó hơi kém nha mọi người, pin tầm 1 tiếng thôi, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ báo cái giá là cực kỳ tốt rồi. Pin thì mọi người có thể mua pin hoặc làm pin đều được hết, còn mình về là mình test nó sau là mình sẽ báo như vậy, và mình mà báo cái giá là cực kỳ ok, trừ hết những cái lỗi ra. Đôi lúc mình không có quan trọng lắm, mình sử dụng ngắn hoặc là mình sử dụng cục sạc hay gì đó ha. Máy thì kèm sạc zin, có tặng tấm dán phía quốc tế, dán vào rất là đẹp nha mọi người. Mình báo giá mọi người, con máy này là 4,9 triệu, ai chốt có thì inbox mình, mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều ha, cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình.